Xin chào chị Huệ Như, chào các anh các chị trong cái chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 7 tháng 5, chúng tôi cũng đã quyết định làm cái chương trình truyền hình thực tế này để giới thiệu những cái hoàn cảnh cuộc sống, những cái vụ việc mà xảy ra ở trong nước, không phải chỉ những người dân ở trong tại Việt Nam quan tâm, mà cả những hàng triệu người kiều bào ở nước ngoài cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Và cùng với tôi đây thì tôi đã xin giới thiệu, tôi là Lê Trung Khoa, phóng viên của tờ Thời báo .de tại Berlin. Và chào chị Huệ Như và chào anh các chị ạ. Em chào anh và chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình live trực tiếp của kênh truyền hình chúng ta. Vâng. Vâng, được biết chị là một cái người mà đã hoạt động rất nhiều trong những cái chương trình mà về bot, tức là những cái dự án ở trong nước người ta nhà nước cho phép để đầu tư và sau đó thu vốn cũng như là thu tiền, nhưng mà sau đó đã xảy ra rất là nhiều những cái trường hợp mà bà con ở trong nước và nước ngoài khi về thăm quê hương đã có những cái thắc mắc. Vậy chị có thể giới thiệu về cái chương trình mà chị đang làm ở trong nước và những cái và đầu tiên xin hỏi về sức khỏe của chị trong thời gian vừa qua thế nào ạ? Dạ, em cảm ơn anh. Thực ra thì trong suốt một thời gian qua thì cũng đã gần 1 năm rồi, em đã có nghiên cứu rất là sâu về cái vấn đề BOT, chủ trương làm BOT của Đảng và Nhà nước. Đó là theo em, đầu tiên em được nói rằng là đó là một chủ trương rất đúng đắn để trong cái thời điểm mà kinh tế của đất nước còn đang gặp rất nhiều là khó khăn, thì cần sự huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp tư nhân và tất cả các nguồn lực kinh tế để đưa vào để có thể là làm những con đường to đẹp cho người dân đi lại. Nhưng mà trong quá trình sử dụng, trong quá trình vận hành và áp dụng cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước vào thực tế thì đã xảy ra rất là nhiều những bất cập. Cái thứ nhất là làm đường BOT thì là một nơi thu phí một nẻo, hoặc là các dự án BOT không minh bạch và nằm ngoài dự án nhưng mà vẫn cứ tiếp tục thu phí của người dân, và có những trạm thu phí thì đã hết hạn thu phí lâu rồi nhưng vẫn cứ tiếp tục thu phí để mập mờ và gian dối. Có những dự án thì ví dụ như là một số dự án thì lẫn BT lẫn BOT nhưng mà vẫn cứ tiếp tục mập mờ gian dối để thu tiền của dân, nên là khi mà em đã phát hiện ra những sai phạm như thế thì em đã cùng với tất cả những người dân khác là đã đấu tranh đòi quyền lợi của mình ở những cái BOT mà chúng em cảm thấy là đang có quyền lợi sát sườn tại những nơi mà chúng em thường xuyên đi qua. Thế thì nhân tiện đây em cũng trả lời câu hỏi của anh là hiện tại là sức khỏe của em đã ổn định rất nhiều. Sau những cái thời gian mà em phản đối bốt bẩn thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, là có những lực lượng không chính quy, không chính thống của nhà nước mà được các BOP sử dụng để vây quanh và tìm cách là gây áp lực cho những người đấu tranh như chúng em để phải từ bỏ cái ý định của mình là đấu tranh lại với lại các bốt bẩn. Cho nên là em đã từng cũng giống như bạn Hà Văn Nam đã từng bị đánh trọng thương và cũng bị hiện tại bây giờ đang bị giam ở nhà giam tỉnh Bắc Ninh, thì em cũng đã bị 2 đối tượng tạt đầu xe và làm ngã, nhưng mà chân thì bị rạn xương và tay thì bị gãy, và gần 1 tháng vừa qua là em đã tích cực điều trị để cho nó khỏe và nó khỏi, để em có thể là tiếp tục trên con đường đấu tranh của mình và em không để lùi trước sức ép của những chủ đầu tư hoặc là những BOT bẩn. Và hiện tại bây giờ là em đang rất là tỉnh táo, minh mẫn và rất là có đủ cái sức khỏe để có thể là chiến đấu đến cùng với các BOT bẩn. Vâng, dạ. Thì đúng là vâng, thì trong cái giới thiệu của chị thì đúng là ở Việt Nam thì vấn đề này rất là lớn, và chị có thể cho biết thêm về cái những cái người bạn của chị khi mà tham gia đấu tranh chống bút bẩn như vậy thì họ đã gặp phải những cái khó khăn gì ạ? Dạ, cái thứ nhất là ví dụ như là một tiêu biểu điển hình như là bạn em là Hà Văn Nam, người đã gần như là cùng với em cũng là trong cái người mà khởi xướng ra cái phong trào phản đối BOT bẩn trong toàn quốc này, đã từng bị bắt cóc và bị những tin nhắn đe dọa và bị bắt cóc đánh và những tin nhắn đe dọa, và sau đó là bạn ấy đã bị khởi tố bắt giam về tội gây rối trật tự công cộng. Lát nữa thì anh em chúng ta cùng với tất cả mọi người sẽ thảo luận về vấn đề Hà Văn Nam cụ thể sâu sắc hơn. Và một bạn nữa trong nhóm của em đấy là em Nguyễn Trần Công,
Facebook là Nguyễn Trần Công nhưng tên là em Thủy, đã bị những tin nhắn đe dọa đến tính mạng của con em ấy, là sẽ tạt axit, và sau đó là sẽ một cái tin mật nữa nói rằng là nếu không tạt được axit thì bạn em ấy đã có đơn gửi đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thì đã có những cái tin nói rằng là sẽ dàn dựng một vụ tai nạn đối với con em ấy để có thể là đè bẹp cái ý chí đấu tranh của mẹ, khơi dậy cái lòng tình mẫu tử ở trong trong em ấy, trong em Thủy, để em ấy phải từ bỏ được cái ý chí đấu tranh của mình. Còn như bản thân như em thì mọi người đều thấy rồi, đã bị hai đối tượng tạt đầu xe và làm cho gây chấn thương cũng không phải là nhẹ, và em đang tích cực điều trị và đến nay thì đã gọi là tạm ổn và gần như là khỏi ạ. Vâng, một cái điều mà nhiều bạn đọc cũng có quan tâm và có nhắn gửi là về cái cuộc đấu tranh chống bốt bẩn Thăng Long, Hà Nội, Nội Bài, cụ thể là cái địa điểm đó. Chị Huệ có thể cho biết người dân biết là có những cái người dân ở xung quanh hoặc những người đi trên đường đó họ phản đối thế nào với những hình thức thế nào ạ? Dạ, thế thì thực ra thì cái BOT Bắc Thăng Long Nội Bài là đã bị phản đối từ rất lâu rồi. Không phải là chỉ trong những người dân mà ngay cả đến Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng đã có những cái văn bản để mà gửi đến Bộ Giao thông Vận tải, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải là phải xử lý triệt để cái di rời, dỡ bỏ cái trạm thu phí này. Nhưng mà các công văn đi rồi các công văn cũng không có hồi âm, bởi vì là Bộ Giao thông Vận tải cũng không có câu trả lời dứt điểm và chính phủ cũng không có cả trả lời dứt điểm đối với lại Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Thế thì đến ngày 18 tháng 2 năm 2008 là người dân trực tiếp đã tập trung lại, là đi xe đến khu vực trạm Bắc Thăng Long Nội Bài trực tiếp phản đối BOT Bắc Thăng Long Nội Bài, và lúc đấy là 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2018 thì người dân tập trung phản đối, thì đến 11 giờ là trạm đã xả hoàn toàn, và từ đó trở đi là sẽ đã ra đời gọi là trạm xả Bắc Thăng Long Nội Bài. Trạm xả được ra đời thì mang cái khái niệm trạm xả thì nếu như mà tất cả cộng đồng theo dõi thì biết là cái khái niệm đó được xuất phát từ BOT, từ những người dân phản đối BOT Tân Đệ. Khi mà BOT Tân Đệ bị xả trạm thì người dân đã lập trạm xả ngay bên cạnh trạm thu để hỗ trợ những lái xe đi qua chưa biết thông tin, và nhất cần barrier cho những lái xe chưa biết thông tin để không phải trả tiền, trả phí một cách oan uổng, và để cho các lái xe biết được cái rõ được cái sai phạm của nó để cùng đấu tranh phản đối. Thì trạm xả, khái niệm trạm xả nó ra đời từ khi mà người dân phản đối BOT Tân Đệ, và đến trạm xả Bắc Thăng Long Nội Bài thì đã tồn tại được 3 tháng, từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 và 3 tháng sau đến ngày mùng 10 tháng 5 thì năm 2019 thì đã thu lại và đã cần thu lại. Và khi đó thì trong cái quá trình trạm xả thì có các anh công an là cũng đã tạo điều kiện hết sức, cũng rất là hài hòa với dân để cho những người dân ăn trực nằm chờ ở trạm xả đó có thể là có được cái hỗ trợ đối với các lái xe đi qua trạm để họ biết về thông tin. Vâng, trong cái quá trình mà các anh các chị có tham gia để phản đối những cái trạm thu phí mà bất hợp lý như vậy thì có những người mà đã gặp phải có những khó khăn nhất định, ví dụ như anh Hà Văn Nam bị tạm giam từ 2 tháng nay rồi, chị có thể nói về cái tình hình của anh Hà Văn Nam được không ạ? Dạ, để có tiếng nói đa chiều hơn thì em cũng là một người đã từng đưa Hà Văn Nam vào trong cuộc chiến bốt bẩn, là người đầu tiên đưa Hà Văn Nam vào cuộc chiến bốt bẩn. Nhưng để có tiếng nói đa chiều hơn thì em muốn mời bạn em, một người trong hội Tân Rộng cũng đã từng sát cánh cùng với em và Hà Văn Nam trong những ngày đầu tiên chiến đấu ở Tân Đệ, và đến bây giờ bạn ấy cũng vẫn là một người rất là am hiểu và rất là sát cánh cùng chúng em trong cuộc chiến này. Em muốn mời bạn ấy để chia sẻ về Hà Văn Nam. Bạn Hà My, một người mà phụ trách hội Tân Rộng 1981 Thái Bình, đã từng tổ chức cùng với em và Hà Văn Nam đóng làn phản đối BOT Tân Đệ, làm tắt đường 10 khoảng 15 km và gây chấn động để cho tất cả dư luận đều phải quan tâm. Đấy là bạn Hà My, em mời bạn đi để chia sẻ về Hà Văn Nam ạ. Vâng. Hà My, bạn chia sẻ với mọi người nào. Vâng.
Vâng, xin chào bạn Hà My. Vâng, đã cái câu hỏi vừa rồi thì chắc chị cũng đã biết và bạn có thể chia sẻ được cái thông tin về anh Hà Văn Nam ạ. Dạ vâng ạ. Thật ra Hà Văn Nam bị bắt là một điều mà gây phẫn nộ và bức xúc cho rất là nhiều người dân. Những người mà tham gia và am hiểu về cái bốt bẩn mà đứng ở đằng sau cái bốt bẩn đấy là ai, thì chắc chắn là câu hỏi khá nhiều người biết. Bạn cũng chỉ là một cái công dân bình thường như bao nhiêu công dân bình thường khác, và bạn ấy tin tưởng vào cái pháp luật Việt Nam và tin tưởng vào pháp luật Việt Nam, và bạn tin tưởng vào những cái bất cập và người dân đứng lên theo như lời của chủ tịch nước đang đấu tranh. Thật ra là đấu tranh không có vùng cấm và đòi quyền lợi cho người dân. Và cái sự thành công đầu tiên của Nam cùng với lại tất cả bà con anh em đó là cái nút tân tệ đó có. Và sau đó thì Nam đã tham gia, khi cái Nam tham gia và Nam là người tìm hiểu và làm ra để đi đấu tranh như vậy, thì Nam cũng khá, nghĩa là khá khá mạnh dạn so với cái là đối với người dân thì họ sẽ nghĩ rằng là thôi thì an phận thủ thường thôi đấy. Mỗi lần đi qua một chút tiền rồi thế này thế khác trả tội gì đấy, bây giờ bị bắt rồi thì khổ vợ khổ con rồi các kiểu thế. Nhưng mà Nam thì là một người khá là minh bạch trong cuộc sống, bạn ấy khá 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 tức là bạn ấy vẫn hàng ngày công việc của bạn đi làm điều thiện vẫn đi, và bạn vẫn tham gia đấu tranh đến cùng. Thế mà không ngờ là cái cuộc đấu tranh của bạn ấy thì bị trả giá một cái giá, đó là đầu tiên là bị bắt bắt cóc giữa lòng thủ đô với một cái xe 7 chỗ và đeo biển 16 chỗ bị tra tấn. Sau đó thì vì bị gãy xương sườn các kiểu, thế và sau đó thì đến buổi sáng đẹp trời là bạn ấy bị bắt. Và sự đấu tranh của Nam nghĩa là ra Nam dám đứng lên, dám nói, dám làm và đi theo đúng đường đi nước bước, không phải như những gì mọi người nói là gây rối. Đấy là cái sự mà Việt Nam mình thì cứ đấu tranh mà để mà đòi quyền lợi là lại có một cái dám một cái mác đằng sau đó là lại được cái gì đó rồi là lại phản động. Đấy, Việt Nam mình thì cứ động một cái là cứ đấu tranh là phản động thôi. Đấy là có một cái mác rất là hay như thế. Nhiều người hay chỉ có tiếc cái rằng là bạn ý sau khi bạn ý bị bắt thì mọi cái đấu tranh về bốt đã giảm đi rất là nhiều, đã giảm đi rất là nhiều. Dù rằng sát cánh luôn cùng với lại Nam thì có em Nguyễn Trần Công và Huệ Như, đấy là hai người vẫn luôn luôn đồng hành và luôn luôn, và em Liên, em Liên Trần, đó là những người mà đứng ra kêu gọi và biết rằng Nam bị bắt oan, nhưng mà cái sự bắt oan này vẫn chưa được chính quyền để tâm tới. Vâng. Theo Có thể một cái phần nào của cái bốt đó, em nghĩ rằng là anh hỏi nhỉ. vâng, theo theo như những cái thông tin mà tôi được biết thì như ví dụ như ở Đức và châu Âu thì đặc biệt ở Đức thì họ không thành lập những cái trạm bốt như vậy, bởi vì nếu bạn tưởng tượng ra chỉ đi vài chục km thì sẽ có cái những cái trở ngại rất là lớn cho cái việc kinh doanh, cho đi lại, và cái đi lại là một cái quyền của con người. Vậy ở Việt Nam thì hiện nay có khoảng bao nhiêu trạm bốt tất cả? Anh ơi, nó nhiều lắm anh ạ. Vâng, chắc là giống như vậy, như nói đây là nó rơi vào tới khoảng độ là chưa đến 100 thôi. Vâng, chính xác là 88 ạ. Như vậy như nói là chính xác là 88, như em nói là ví dụ như từ Hà Nội về Thái Bình thôi, qua mỗi một trạm nó đã rơi vào đi đi về về đã mất 400.000 so với ban đầu. Đấy. Và cái việc mà bây giờ chúng em muốn rằng là nhờ tất cả mọi cộng đồng kêu gọi, nhờ cộng đồng kêu gọi rồi đài báo rồi bà con đứng lên để làm sao mà giảm bớt được cái phần trạm thu phí đi. Đấy, như sau khi Hà Văn Nam bị bắt được có 10 ngày, được có 10 15 ngày là các trạm thu phí thu trở lại. Tại sao trước đó khi mà đấu tranh ra thì các trạm thu phí dừng xả trạm hết, nhưng sau khi bắt lại thu ngay trở lại? Đó là một cái điều mà chứng tỏ là cái sức ảnh hưởng của bạn và bạn Hà Văn Nam cũng khá lớn. Vâng. Khi mà bị thu phí trở lại như vậy thì chắc chắn là rất là nhiều người vẫn phản đối, và những người dân thì theo chị họ có cách những cách phản đối như thế nào đối với cả những trạm thu phí một cách bất hợp lý như vậy ạ? Mà anh ơi, cái
trạm thu phí đấy thì em phải nhường lời cho Huệ Như, vì em chỉ có thể nói về Hà Văn Nam, một Vâng. người mà bây giờ sắp tới đây sau khi là được tạm giam 1 tháng, bị tạm giam 1 tháng thì lại tiếp tục gia hạn thêm, và xong cái quá trình đó thì các cái bốt tân đệ mà à các cái bốt mà bốt bẩn này, thì em nghĩ rằng đằng sau những cái bốt bẩn này thì liệu rằng có thế lực nào không đấy, hay là lại được ngay những người làm trong 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 đại diện cho pháp luật Việt Nam ra đứng đằng sau để bảo trợ cho cái này. Ngay đơn giản rằng là khi mà cái điều mà cảm thấy nó khó, nó nhìn nhận một cách mà nó gọi là nó phản cảm nhất, là khi người dân đến, người dân có quyền được tìm hiểu, thì các anh công an nhòm thẳng máy quay của những người dân như thế và để quay trực tiếp nghe, nó rất là phản cảm. Hay thậm chí còn có khi hỏi anh ơi anh cho em hỏi là cái trạm này thu như nào, 5 người anh công an gần như là bị câm mù điếc, ngồi im thiên thiếp không một ai trả lời, thì không hiểu là các anh ngồi đấy để làm gì như thế nào, cũng không ai trả lời là chị ơi chị thông cảm, chị hỏi người ấy người nọ, hay là chị chờ chúng tôi một chút để làm sao, tuyệt đối không. Đấy là có những cái livestream trực tiếp của bằng chứng nội sát sườn. Thế nhưng khi trước khi Nam bị bắt thì Nam là người đến tất cả các cái cầm đơn từ và gặp các cấp lãnh đạo, các nhà có thẩm quyền để người ta làm ra những việc đó để người ta giải quyết. Thế và khi mà họ thấy rằng là Nam có cái sức ảnh hưởng lớn như thế thì họ tìm mọi cách để bắt Nam, tìm mọi cách để bắt Nam, và đến bây giờ bắt Nam rồi thì chỉ mong được là mong cộng đồng tất cả mọi người chia sẻ để kêu gọi để cho trả tự do cho Hà Văn Nam. Hà Văn Nam hiện tại chúng tôi có thể dám khẳng định một điều là Hà Văn Nam vô tội. Vâng, thế các anh các chị đã có những cái phản có những hỗ trợ gì, hoặc là người người dân hỗ trợ gì cho anh Hà Văn Nam trong cái thời gian này hoặc thời gian tới ạ? Dạ chúng em đã có rất nhiều những cái kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ, hay là lấy chữ ký rồi lập các trạm lên để xin chữ ký, và có những cái quán cà phê đó, có những cái quán cà phê trong miền Nam họ còn để dành riêng ra bao nhiêu bàn để dành riêng cho những người đến để kêu gọi ủng hộ cho Hà Văn Nam, hoặc là ở ngoài đấy Bút Kỷ Lộc của em Trần Liên cũng đứng lên để kêu gọi in ra những cái khẩu hiệu nhờ đài báo chí và nhờ toàn dân, cũng như là những người luật sư am hiểu về pháp luật, những người am hiểu về pháp luật lên tiếng để kêu gọi để ủng hộ cho Hà Văn Nam. Và thực tế chúng em cũng đã làm rất là nhiều những cái áo về thả tự do cho Hà Văn Nam như thế này đó, để hỗ trợ cho bạn cũng đến gia đình động viên chia sẻ, và hết sức để mong rằng là cho Hà Văn Nam để sớm được tự do một cách vô tội, chứ không phải là như mọi người nói là có một cuộc trao đổi rằng anh giam ra với điều kiện anh phải thế nọ thế kia, thì không phải là như thế, mà muốn là Hà Văn Nam ra với một cái gọi là Hà Văn Nam vô tội. Vâng. Người Vâng. con giờ còn lại những cái người liên quan về bút thì em vừa là cho Huyện Như. Vâng, xin gặp lại chị Huyền Như ạ. Vâng, chào anh. Dạ đi. Em chào anh. Vâng, rồi Chúng lại ta lại bắt đầu thảo luận về bốt. vâng dạ, vâng thì Em chị cứ nói đến bốt là em hăng say lắm anh ạ. ạ. Bởi vì Vâng. là em phát hiện ra nhiều những cái sai phạm lắm, và em không thể làm ngơ được với cái thực tế đó. Vâng. Thế thì chị có thể cho biết là ở trong nước thì tất nhiên là ngoài những cái mạng xã hội và những cá nhân phản đối, thì có tất nhiên báo chí Việt Nam, báo chí nhà nước cũng có tham gia vào. Chị cho biết là những cái kết quả hoặc là những cái tác động của những cái truyền thông ở trong nước hoặc là của mạng xã hội đối với cả những cái bốt bẩn này như thế nào ạ? Dạ, em cảm ơn anh. Bởi vì như thế này ạ, em là cũng đã từng được VTV1 cho một cuộc phỏng vấn chào buổi sáng, trong một ít phút truyền hình chào buổi sáng, và em cũng đã từng phản đối BOT Tân Đệ, và đài truyền hình VTV1 chính thống của nhà nước cũng đã lên tiếng mạnh mẽ trong cái việc BOT Tân Đệ đặt sai vị trí, và từ đó trở đi cũng đã truyền tải được khá nhiều thông tin đến với lại bà con trong nước. Còn đồng thời thì với cái mạng xã hội thì ban đầu thì cũng rất ít người quan tâm đến bốt bẩn, nhưng hiện nay số người quan tâm và các tầng lớp quan tâm đến vấn đề về vấn nạn bốt bẩn trên đất nước Việt Nam đã lan truyền gần như là rất mạnh trong nước và ngoài nước. Nếu như ai đó nói với em rằng là chúng ta phải loại trừ cái yếu tố nước ngoài thì quan điểm của em lại khác hoàn toàn. Quan điểm của em là trong lời kêu gọi hoặc là trong những lời chúc Tết của Chủ tịch nước cũng đều nói rằng đồng bào không loại trừ bộ phận kiều bào ta ở nước ngoài. Vậy thì tại sao chúng ta lại né tránh cái việc là chúng ta truyền tải thông tin đến với tất cả
bà con trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài để biết về cái vấn nạn đang hoành hành trên đất nước ta. Và em nghĩ rằng cái tiếng nói sự thật thì nó không thể là được bị quy chụp thành là những tiếng nói của người phản động được, bởi vì là với em chỉ là tiếng nói của sự thật. Những bốt bẩn đang hoành hành trên đất nước Việt Nam thì cần phải được loại bỏ, còn chủ trương làm đường BOT của Đảng và Nhà nước thì cần được là đi về đúng hướng và sẽ được người dân ủng hộ hoàn toàn. Vâng. Chị dự định, theo chị thì những cái dự định của các anh chị em trong nhóm hoặc là những cái người mà ủng hộ cho cái việc làm rõ những cái bốt bẩn đó trong thời gian tới đây thì sẽ có những dự định gì ạ? Trước khi để nói về những cái dự định thì em muốn là anh cho em một ít phút để em chia sẻ về cái sai phạm của cái BOT được không ạ? Vâng, chị cứ nói. Dạ, em ở đây thì em đang là người công khai phản đối cái BOT Bắc Thăng Long. Nếu như tại sao trong 88 BOT mà em lại tìm ra cái BOT Bắc Thăng Long để em phản đối sau BOT Tân Đệ và sau BOT Mỹ Lộc? Bởi vì nó quá sai phạm và những cái sai phạm của nó cực kỳ nghiêm trọng. Cái thứ nhất là em muốn nói sơ qua. Cái thứ nhất là em nói sơ qua về trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài để tất cả chúng ta đều được hiểu rõ, bởi vì là người trong nước thì thường xuyên là đi qua, nhưng mà có những kiều bào ta ở nước ngoài thì chưa thể biết rõ về cái trạm đó, thì em sẽ sơ qua. Trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài là nằm trên đường Võ Văn Kiệt của thành phố Hà Nội, được hoàn vốn cho con đường Võ Văn Kiệt từ năm 1997 đến năm 2007. Và từ năm 2007 đến nay là nó đã hoàn vốn xong cho con đường đó, tức là nó đã hết hạn thu phí. Thế thì ngày 14 tháng 8 năm 2007, Cục Đường Bộ đã ký hợp đồng số 37 của Cục Đường Bộ Việt Nam, hợp đồng BOT với công ty cổ phần Việt Tra Xi Mếch 8 do Võ Nhật Thăng làm hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng mà khi mà em nói về Võ Nhật Thăng làm chủ tịch hội đồng quản trị này thì em cũng lưu ý lại một lần nữa là công ty này chính là công ty của công ty Việt Tra Xi Mếch 8 này chính là công ty con của Bộ Giao thông Vận tải, mà theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào năm 2016 đã xác định việc chuyển giao công ty mẹ trong mô hình mẹ con từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần mà ông Thăng góp vốn 93,37% điều lệ là sai nghiêm trọng. Đấy là em muốn nói về cái Việt Tra Xi Mếch 8 mà đang là chủ đầu tư của cái BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Nó đã sai nghiêm trọng trong việc cổ phần hóa các công ty theo mô hình mẹ con. Tuy nhiên là không hiểu một cái lý do gì mà trong hợp đồng số 37 này của công ty Việt Tra Xi Mếch 8 đã lại được sử dụng cái trạm thu phí BOT trên đường Võ Văn Kiệt này, đã hết hạn thu phí này, để thu phí cho đường Tránh Vĩnh Yên cách đó 40 km, mà đường Tránh Vĩnh Yên là thuộc tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam, còn trạm BOT Bắc Thăng Long Nội Bài này thì lại là thuộc của thành phố Hà Nội, tức là hai dự án, một dự án nhưng mà nằm thu phí trên hai tỉnh khác nhau, hai địa bàn khác nhau. Thế cho nên là chúng em đã cực lực phản đối. Ngày 23 tháng 2 năm 2010 thì đường Tránh Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 12 năm 2010 đường Tránh Vĩnh Yên được đưa vào sử dụng. Thì ngày 23 tháng 2 năm 2011 Bộ Tài chính ban hành thông tư 23 cho thu phí với mức là 10.000 trên xe loại 1 và loại cao nhất là 80.000 đồng trên một lượt. Đường thì dài gần 11 km, tổng vốn đầu tư là 615 tỷ, duy tu bảo dưỡng hàng năm là 1,3 tỷ đồng. Thời gian thu phí là 16 năm, 10 tháng, trong đó thì 12 năm, 10 tháng là để hoàn vốn cho cái đường Tránh Vĩnh Yên, còn 4 năm là sẽ tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đấy, trong cái 16 năm, 10 tháng đấy thì được chia ra là như vậy. Thế thì nhưng mà trong cái vấn đề như thế này anh ạ, trong cái vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp là 615 tỷ, thì trong đó là doanh nghiệp bỏ ra có 530 tỷ đồng, còn nhà nước hỗ trợ 85 tỷ đồng. Trong cái 615 tỷ ấy, nhà nước hỗ trợ 85 tỷ đồng để làm con đường đó. Thì theo cái số liệu của Cục Đường Bộ Việt Nam, em ghi rất rõ đây rồi, theo số liệu của Cục Đường Bộ Việt Nam, tháng 7 năm 2016 trạm thu được 4,9 tỷ, tháng 8 thu được 5,5 tỷ, tháng 9 thu được xấp xỉ 6 tỷ. Căn cứ vào các cái số liệu trên thì chúng ta thấy rằng là
bình quân mỗi tháng thu xấp xỉ khoảng tầm 5,4 tỷ đồng. Như vậy thì mỗi một năm doanh thu đạt 64 tỷ, chúng ta nhân với 12 năm 10 tháng thì chúng ta sẽ tính ra được là họ sẽ thu được khoảng 800 tỷ. Mà vốn đầu tư ban đầu là 615 tỷ, họ sẽ thu được trong 12 năm 10 tháng là sẽ là 800 tỷ. Trong khi đó, đây là với là phương án tài chính ban đầu, khi đó là lưu lượng đi qua trạm Bắc Thăng Long là chưa được nhiều. Còn hiện tại, thời điểm này là lưu lượng xe tăng lên rất nhanh, thì là cái số thu nó còn tăng lên rất nhiều mà chưa được kiểm chứng và chưa có báo cáo cụ thể. Nhưng mà như qua đó thì chúng ta thấy rằng ngay trong cái kỳ hoàn vốn của doanh nghiệp là doanh nghiệp đã lãi hàng trăm tỷ đồng rồi, chưa kể đến là 4 năm để làm lãi cho doanh nghiệp nữa, thì cái con số đó nó gọi là con số rất khủng mà người ta gọi là con gà đẻ trứng vàng. Đấy, đấy là em nói sơ qua về cái trạm Bắc Thăng Long để cho tất cả chúng ta được thấy được những cái sơ lược về trạm đó là được hình thành như thế nào. Còn sau đó thì đến lần đến tiếp theo em sẽ cùng chia sẻ với tất cả các anh các chị trên diễn đàn và với tất cả cộng đồng về cái vi phạm của trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài. Vâng. Em muốn chia sẻ về những cái vi phạm của nó ạ. Vâng, thì cứ chị cứ nói vào thì. Dạ vâng ạ. Bởi vì là em muốn là nhường lời lại cho anh chứ không dạ. Em nói nhiều quá thì mọi người được. Nghe nó thế không tất nhiên là khi mà bị thu phí những một cách bất hợp lý như vậy thì người dân cũng đã phản đối, và chị có thấy rằng là họ đã bị đối xử ra sao ạ? Có bị cẩu xe hay là bị bắt giữ hay như thế nào trong những cái lần như vậy không, và cái tình trạng đấy có tiếp diễn không, và hiện nay thế nào ạ? Dạ vâng ạ. Để trước tiên đến đi đến những cái hành động phản đối của bản thân như em hay là tất cả những người bạn bè em, thì cái vi phạm của nó là rất rõ ràng. Cái thứ nhất là trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài đã vi phạm hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà em đã nghiên cứu rất là rõ rồi. Trong tay em lúc nào cũng có một quyển hiến pháp và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đây ạ, lúc nào em cũng phải đi theo nó. Và em thấy rằng điều 16 trong trong quyển hiến pháp này đã ghi rất là rõ. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam điều 16: mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử. Vậy tại sao những người dân đi trên đường Tránh Vĩnh Yên họ được sử dụng trực tiếp cái dịch vụ của Viettra Simex 8 thì họ không phải trả tiền? Trong khi đấy, những người như chúng em đi từ Thái Bình lên Nội Bài không đi qua đường Tránh Vĩnh Yên cách đấy 40 km thì chúng em lại phải trả tiền cho bốt bẩn đó. Đó là sự phân biệt đối xử không bình đẳng trước pháp luật, vi phạm điều 16 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vi phạm điều thứ hai là điều 23 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: công dân có quyền tự do đi lại. Vậy tại sao BOT Bắc Thăng Long Nội Bài đặt trên đường độc đạo, trên đường Võ Văn Kiệt đi ra sân bay Nội Bài, mãi đến tận sau này mới có cầu Nhật Tân để cho nhân dân có cái quyền lựa chọn, mãi tận sau này nhé, còn hiện tại là nó vẫn đang nằm trên con đường độc đạo. Vậy thì chúng tôi, nếu như mà chúng em đi lên từ Thái Bình đi lên Nội Bài không sử dụng đường Tránh Vĩnh Yên sẽ sử dụng con đường nào để không phải mất tiền? Mà nếu như cứ dừng lại mà đòi hỏi quyền lợi của mình thì sẽ bị bắt, bị nhốt, bị cẩu xe và bị các lực lượng chức năng ở đó hoặc là bảo vệ của công ty cổ phần Viettra Simex 8 sẽ đưa vào tội là gây rối trật tự công cộng, cũng giống như Hà Văn Nam đã từng bị khét tội. Cho nên đó là một cái rào cản lớn nhất để cho những người phản đối và đòi quyền lợi chính đáng như em đang gặp phải trên khi mà phản đối Bắc Thăng Long Nội Bài. Cái điều thứ hai nữa, họ không những vi phạm về pháp luật, họ còn vi phạm các điều luật kinh tế. Điều 87 luật thương mại năm 2005 quy định về thời hạn thanh toán khi sử dụng dịch vụ. Trường hợp không có thỏa thuận giữa các bên, không có bất kỳ thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm cung ứng dịch vụ hoàn thành. Có nghĩa là theo cái điều khoản này, theo cái điều luật này thì khách hàng chỉ được thanh toán, chỉ phải thanh toán cho Viettra Simex 8 khi mà khách hàng đi qua đường Tránh Vĩnh Yên. Còn khi họ không đi qua đường Tránh Vĩnh Yên thì họ không phải có trách nhiệm thanh toán cho Viettra Simex 8. Đấy chính là điều 87 của luật thương mại năm 2005. Luật thứ hai là luật đấu thầu, họ vi phạm nghiêm trọng, tức là không mở các cuộc đấu thầu, không mở đấu thầu mà đây là chỉ định thầu. Chỉ định thầu cho Viettra Simex 8 làm chủ thầu luôn.
đấy đã là vi phạm một cách nghiêm trọng rồi. Cái tiếp theo là họ vi phạm tiếp là vi phạm nghị định của chính phủ. Vi phạm nghị định của chính phủ là nghị định 78 năm 2007. Nghị định của chính phủ quy định về hướng dẫn về hợp đồng xây dựng, chuyển giao kinh doanh và chuyển giao. Điều 1 khoản 29, khoản 1 điều 29 quy định về nghĩa vụ cung ứng dịch vụ và vận hành công trình, đối xử bình đẳng với tất cả các đối tượng sử dụng hợp pháp các sản phẩm, nghiêm cấm sử dụng quyền kinh doanh của công trình, dự án để đối xử phân biệt và khước từ phục vụ đối với những người, đối với các đối tượng sử dụng. Nhưng trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài đang phân biệt đối xử với người tham gia giao thông khi mà họ thu phí của những người không sử dụng dịch vụ, còn những người được sử dụng dịch vụ thì lại không phải trả phí. Đó là sự phân biệt không bình đẳng. Vâng. Thì những cái thông tin mà chị cung cấp thì rất là chi tiết, và có lẽ chúng ta sẽ lại tiếp tục đi sâu vào những cái chương trình tới đây, bởi vì khi mà những cái bot ở trong tại Việt Nam thì rất là nhiều, ngay cả kiều bào khi về nước thì họ cũng đã thấy gặp khó khăn vì cứ đi một đoạn phải trả tiền, đi một đoạn phải trả tiền. Vậy chị có thể có cái nhắn nhủ gì với kiều bào của người Việt Nam tại Đức và châu Âu và trên thế giới thông qua cái chương trình mà chúng ta truyền hình trực tiếp thế này? Và hy vọng lần sau chúng ta sẽ có mặt ở trên một cái bốt nào đó để chúng ta truyền hình trực tiếp để cho bà con nước ngoài, người Việt Nam nước ngoài cùng xem. Vậy chị có nhắn nhủ gì không ạ? Dạ vâng ạ. Em muốn nhắn nhủ như thế này ạ. Chúng ta đừng sợ hãi nữa. Chúng ta đừng đẩy những người Việt Nam ở nước ngoài yêu nước, nói lên tiếng nói sự thật cùng với những người trong nước, để nói lên tiếng nói sự thật để cùng phản đối những cái sai trái. Tất nhiên là chúng ta không thể đi chệch đường lối của Đảng và Nhà nước, nhưng chúng ta đừng đẩy những bộ phận yêu nước ở nước ngoài ra thành những người phản động hay những người phản đối như chúng em, đòi hỏi quyền lợi trực tiếp của chúng em tại các BOT thành những thành phần phản động. Bởi vì chúng em chỉ đòi hỏi quyền lợi cho chúng em tại các BOT bẩn để làm sao pháp luật đối xử bình đẳng, và những người có tiếng nói, người dân có tiếng nói mạnh mẽ và có tiếng nói giá trị hơn trong cái việc đòi hỏi quyền lợi của chính mình, chứ không thể là cái việc là cứ động đến ta phản đối hay là có những cái lời đòi hỏi quyền lợi là lại bị quy chụp. Có những người nói rằng là em cũng như là một cái hành động của bọn Việt Tân nào đó, mà em đã từng hỏi ngược lại là Việt Tân trụ sở ở đâu, ai cầm đầu, tổ chức nào, là trụ sở ở đâu, hoạt động như thế nào, thì họ không trả lời, họ chỉ nói là chung chung là Việt Tân thôi. Thế thì như thế là rất là dễ bị quy chụp. Và cũng như lời của Chủ tịch nước đã từng chúc Tết là đừng đẩy bộ phận kiều bào ta ở nước ngoài ra thành những cái bộ phận là nhận tiền của người nước ngoài hay là làm gì đó để phản đối trong nước là hoàn toàn không đúng. Bởi vì em luôn theo sát mục tiêu của Đảng và Nhà nước là phản đối các BOT bẩn, chứ còn là đường lối làm BOT theo đúng chính sách của Đảng và Nhà nước thì hoàn toàn là em ủng hộ. Vâng. Hơn nữa là em trong cái quá trình mà em phản đối BOT Bắc Thăng Long này thì em nói về cái đường hướng của em một chút, là em đã đến và gặp thanh tra chính phủ, gửi đơn đến thanh tra chính phủ và đến ban tiếp dân trung ương mà do anh Nguyễn Hồng Điệp là trưởng ban. Sau đó em đã đến gặp công an Sóc Sơn để được tư vấn hỗ trợ pháp luật, nhưng hiện nay là em vẫn chưa nhận được cái sự hỗ trợ và tư vấn pháp luật để em đi qua đường Võ Văn Kiệt thì sẽ không bị Việt Tra Xin Bách Tám chấn lược tiền, nói thẳng ra là chấn lược tiền. Và cái thứ hai, ba nữa là trong cái livestream gần đây là mọi người đều theo dõi là em đã ra trạm BOT Bắc Thăng Long, nhà điều hành của trạm thu phí Bắc Thăng Long để hỏi về các cơ sở pháp lý của họ, nhưng họ hoàn toàn yếu khi mà họ không đưa ra được căn cứ để thu và quyết định để thu, mà họ chỉ đưa ra được các cái văn bản mà các công điện của chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về trấn áp an ninh trật tự cũng như là phân luồng giao thông thôi, nên là họ không có căn cứ để thu. Đó là một cái yếu tố mà đầu tiên để cho một BOT hoạt động thì họ đã không có, và như thế là bộ sự thật về BOT Bắc Thăng Long là không có căn cứ thu và thu láo trên đường Võ Văn Kiệt đã bị bóc trần. Và bây giờ còn lại là phần đoàn kết của tất cả các tài xế khi đi qua BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Vâng. Phải nói rằng Việt Nam, đất nước Việt Nam trong cái thời gian này đang phải hội nhập rất lớn với quốc tế và thế giới, và Việt Nam dần dần cũng phải tôn trọng những cái dần dần sẽ biến thành nhà nước pháp quyền để tôn trọng những pháp luật, không phải chỉ tại trong nước mà khi đối xử với cả những cái đất nước khác người ta cũng phải như vậy. Trong đó có quyền con người, có nhân quyền và cái tự do đi lại, tự do biểu đạt, thì đấy là cái rất quan trọng.
mà người Việt Nam chúng ta chắc chắn rằng trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh cái quyền này của mình lên để có cái tiếng nói và phát hiện những cái sai sót mà nhà nước chưa biết tới hoặc là chưa xử lý đến nơi đến chốn. Vâng, và rất cảm ơn chị đã có cái chia sẻ ngày hôm nay đối cho bà con trong và ngoài nước cùng biết cái thông tin về những cái bốt bẩn mà các anh các chị đã tham gia để đấu tranh, và chúc anh các chị trong thời gian tới sẽ gặp nhiều cái thuận lợi hơn nữa, và tôi tin rằng sau cái chương trình này chúng ta sẽ còn những chương trình khác nữa để cho quốc tế và các nước trên thế giới họ cùng nhìn vào Việt Nam để họ thấy rằng nhà nước Việt Nam nên trở thành nhà nước pháp quyền và đưa cái quyền lợi của người lao động, đưa quyền của người dân một cách cao đúng đúng mức, và các anh các chị sẽ đạt được cái nguyện vọng đó. Và Em rất cảm ơn anh đã dành những thời lượng phát sóng cụ thể để cho em biểu đạt được cái quyền của em, được quyền được tự do đi lại, quyền được biểu đạt ý chí, nguyện vọng, và đồng thời là cũng là mong muốn BOT Bắc Thăng Long Nội Bài đã thu sai và đặt sai vị trí nằm ngoài vị trí dự án sẽ nhanh chóng bị dỡ bỏ theo đúng như cái nguyện vọng của cử tri thành phố Hà Nội cũng như là các cái văn bản mà Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã đề nghị lên Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ sẽ nhanh chóng được phê duyệt để trả lại cửa ngõ thủ đô cho sạch đẹp và khang trang hơn, không thể là một cái hình ảnh nhơ nhớp bẩn bẩn bựa trên một cửa ngõ thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế nhìn vào nó sẽ là một hình ảnh hoàn toàn là không đẹp. Em nhanh mong muốn lời chuyển gửi của em là đến tất cả các cấp ban ngành cộng với lại những người dân là hãy mạnh mẽ hơn nữa đòi hỏi quyền lợi của mình cũng như là BOT Bắc Thăng Long Nội Bài sẽ sớm được dẹp bỏ. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn các anh các chị. Dạ vâng, em cảm ơn anh.